Hello. Buổi sáng sớm hay chồng mình với mấy đứa con ra phơi nắng. Bây giờ mình ra giữ con hai trong xã, ông xã mình đi công việc. Timo, con xuống con. Dạ, mà xuống. Con bỏ bánh vô trong đó hả? Đừng có bỏ cà phê, đừng có bỏ bánh vô cà phê của mẹ nha, nó bỏ bánh vô cà phê của mình đó. Đó, hai đứa chơi đi con. Chim kêu líu lo luôn các bạn. Mình có ly cà phê. Ly cà phê với cái sữa chua mà cacao mới làm thử các bạn, sữa chua úp ngược nè. Úp ngược thì được rồi đó, nhưng mà biết ăn có ngon không? Mình để lạnh giờ mình ăn thử nè. Hôm nay với mọi người chắc đi làm hết rồi, giờ có gia đình mình không à? Dạ, mình ở nhà. Ở bên hàng xóm có cây đấy, cây mận, mình nghĩ cây mận với cây mai vàng còn nở đó. We hit to get Jesse. To get some fun. Ai khóc anh? Dạ, ảnh đi mua đất về cho mình trồng ông. À, gần miếu sao vậy? Dạ. Ít đến ở phía phim Bắc Bắc không? Không mà sẽ xuân nhá, đất lúm à. Ja. Ad lúm mà mốt mẹ ad à. Muss man eher rein, ne? Hm, na klar, machen wir. Mama, aber ich mag das Blumen, wie heißt das? Kennst du nicht? Weiß ich auch nicht. Cái hoa vàng này đẹp lắm nè các bạn. Hồi hồi năm trước là cái nguyên khu này vàng rực luôn á. Mình thì mình bỏ nó đi, bây giờ nó vàng bạn thấy không, đẹp lắm á. Nó nữa nè, đây nữa nè. Hôm qua ông xã mình á là cắt cỏ, mình là nhổ cỏ, mình đi ra một buổi về vô mình muốn bệnh luôn, tại trời còn lạnh đó các bạn. Thấy vậy trời còn lạnh, hôm nay mình mặc áo mùa đông lại rồi nè, em mình sợ ra mình lạnh mà ra đây uống 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 cà phê sữa đá nữa mới ghê chứ. Rồi cô chú ăn sữa chua nha cô chú, tại vì ở ngoài này mình trời còn lạnh đó, mình khò khè đó, mình mặc áo ấm. Anh đi xuống rồi. Con chào cô chú chưa? Cô chú. Nó có nội kỳ vậy? Món anh, món anh kìa, món anh kìa, nó thanh kìa. Món anh. Sáng mai đi Timo. Quyết định món anh đi con. Món anh. Món gì à? Món anh. Xin ở tôi lên nào, in the shoe đó. Heute? Ja. Nee, heute ist ja Samstag. Oh, Samstag, ich vergesse. Ich weiß schon, welcher Tag wäre. Ja, geht mir genauso, den Kindern auch. Den Kindern habe ich heute gestern Abend gefragt, warum ich heute wieder so früh raus muss. Weil ich bin ja immer schon um 6 morgens auf dem Haus, ne? Ganz früh morgens, ne? Ich sag, nö, ich sag, heute ist doch, also heute ist doch Samstag, ne? Ja. Wir sind beim Papa auf Arbeit. Ja. Ein bisschen helfen. Ja. Ich vergesse heute Samstag. Ja, jeder Tag gleich, ne? Ja. Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir hatten zwei Baby-Bornpuppen gekauft, weißt du? Ja. Blau und rot, ne? Mình không biết bữa nay thứ bảy luôn các bạn. Eine blaue zu viel. Ja, habe ich schon gesehen, aber... Und dachte ich, dass es vielleicht von... Nee. Lea ist? Nee, ne? Ja, unsere Baby-Bornpuppen sind schon lange weg. Ich komme da nicht an, ja, Papa. Ja. Ich komme da nicht keine an. Keine Ahnung. Wo kommt die her, ne? Die sah ja auch so gleich aus, ne? Ja, genau, die war noch ziemlich neu gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Haben sie zwischendurch noch mit irgendjemandem, der hat sie vielleicht vom Kindergarten mal mitgebracht? Nee, die sind vom Kindergarten mit. Haben sie, was haben sie da nicht? Ja. Na, wir vermuten nur, dass sie. Wir haben so viele Sachen geschenkt. Okay. Vielleicht war das dabei. Irgendwo im Karton mit drin bei den Sachen, dass sie da gesehen haben. Das kann ja bloß, ne? Ja. Ich dachte, bevor wir sie jetzt, müssen wir Lena zurückgeben, deshalb. Nee, also dann ist ja alles okay. Haben, Lena war nicht so Puppenspieler, ja. Die hat mir viel gebastelt und da habe ich dann auch... Ja, komm, komm, Lea, ja. Thấy ja ngon à. Ngon hơn sữa chua của ba mua không? So. Dann hole ich ein bisschen Erde, ne? Ja. Tschüss, ba, Digga. Wo ist dein Papa? Con hỏi ba đi. Ba đi hồi ba đi mua đất về cho mẹ mà mẹ trồng cây nữa. Dạ. Dạ. Con đi ba chị Dạ. Con ở đây với mẹ con ăn đi. Dạ.
ăn đi. Ngon lắm con. Dạ, nó khen sữa chua này ngon nữa các bạn. Sữa chua này ngon lắm mà, con ăn đi. Con thích ăn đi, mẹ còn 3 hũ trong á. Mình làm có 4 hũ à. Ở dưới cacao á, con lấy cacao ăn. Ở dưới á. Mang ai sai phải đi. Cacao làm thì nó lắng ở dưới các bạn. Cacao ở dưới nè. Ăn đi con, lấy cacao dưới cacao á. Chị hàng xóm á, chị Quyên kêu bằng chị, tại vì chị cũng lớn Quyên có mấy tuổi à. Chị đi phơi đồ, chị cũng có hai đứa sinh đôi. Con chị sinh đôi thì cũng được 10 tuổi rồi. Cũng đứa con trai đứa con gái cặp chết nhà mình luôn các bạn. Cái xóm, cái đường nhà mình nó khoảng 500 m, coi mấy đứa cặp sinh đôi. Hiện giờ là có 3 cặp sinh đôi nha. Còn mà trước đó thì có 2 cặp mà lớn rồi đi lên đi học chỗ thành phố khác rồi. Cái dãy này không là 3 cặp sinh đôi. Con của chị thì là 10 tuổi, con mình thì 3 tuổi rưỡi. Ở đằng kia cặp kia 2 tuổi rưỡi. Thì cái cặp kia là có hai đứa con trai. Mà ngộ lắm nha các bạn, là hai người đó hiếm muộn. Rồi xong cái đi lệnh đến nhà mình chơi, hôm đó là sinh nhật của mình á, họ đến. Cái họ chúc mừng sinh nhật và họ mới đến đây nè. Cái họ nói họ ước gì có con á. Cái họ lại thăm tặng quà cho hai đứa nhỏ. Thì năm đó là con mình mới có mấy tháng à. Tính rồi, con mình gần được 1 tuổi rồi. Chưa mới mấy tháng à, họ sinh tháng 9 này, sinh nhật mình tháng 2 á. Thì họ sau đó họ về là họ có bầu luôn các bạn. Tức là họ con họ sau con mình 1 năm đó. Con của họ sau con mình 1 năm. Mà ngộ thì có con họ là không có con nha, cũng lớn tuổi rồi. Họ nói ước gì có con, lại nhà mình á, tặng quà cho hai đứa bé, tặng quà nhỏ nhỏ nè. Lại thăm hai đứa bé để lấy may mắn, về là có con mà hai đứa sinh đôi, hai đứa con trai. Mình thấy rất là ngộ luôn á. Sao con chơi đi. Cái tiền trợ cấp mà hồi trước mình chia sẻ với các bạn cho doanh nghiệp ông xã mình á, thì nó mới đến hôm qua, nó chuyển đến hôm qua. Thì mỗi một tháng thì được là 3.000, thì nó hỗ trợ cho mình được 3 tháng. Thì mình cũng có chia sẻ rồi đó. Thực tế cái số tiền nó không có đủ để đâu, nhưng mà đỡ hơn các bạn. Mình phải chi trả các khoản chi phí cho cái mình mở, mình phải trả cho nhân viên, rồi các khoản chi phí khác rất là nhiều nữa. Thì có đỡ hơn không. Mà mình thấy tình hình này chắc lâu mở lại lắm. Cái này mình mua cho nó cái đồ chơi đá banh đó. Phơi đồ. Nó hỏi là bà hàng xóm làm gì. Cái tay con dính cát không có được ăn. Mày đốt chưa? Mày đốt chưa? Dính cát không nè, cái bàn dính cát nè. Bàn dính cát, con không được đụng bàn nên mày lau tay. Phủi tay đi. Đi ăn đi con. Đi ăn đi. Mẹ lấy cho con 3 cái giấy giờ. Đút cho Timo đi, con đút cho em đi. Tay của em dơ đúng không? À, nó nói là Timo tay chân dơ cát không à. À, chị đút cho con ăn nha. Mình nãy con cát không vậy? Nó lấy cát nó dục ở ngoài nè, dơ quá ông ơi. Chưa. Đút cho em ăn đi con. Đút cho em ăn đi đi à. Đút cho em đi con. Hả miệng ra. Con cảm ơn chị thương con nó. Có thương gì không? Make good on it. Thì Timo nó hỏi ăn cái gì vậy? Nó giờ sữa chua. Mà mặn không? Timo đi ăn lấy cho em một cái bánh này con, đút cho em ăn cái bánh này. Này tay con dính dơ kìa. Nè, thú mà. Thằng miếng cát ăn vô đau bụng á. Ăn đi con ăn đi. Đút chị đút cho con ăn đi. Mày làm cho, mày phủi cho mày phủi sạch đi. Cát không ăn vô đau bụng á con. Đút cho em miếng nữa đi con. Đút ăn bánh hay là ăn sữa chua? Ăn bánh đi, cho em ăn bánh đi con. Con cảm ơn chị nha, chị đút cho con nè, hạ miệng ra. Bánh. Giỏi quá ta. Đừng có đụng tay vô dơ. Đừng có đụng tay vô con. Nãy giờ rửa mấy lần nó cũng chơi vậy à. Con trai nó vậy đó, nói không có nghe lời đâu. Chơi nha, chơi rồi. Ăn thì chị đút cho con ăn. Giỏi quá, chị đút cho con nha, không mày miếng đi.
Con dây đừng có dục cát vô mắt nha, nó ưa dục cát vô mắt lắm. Té té mẹ, té mẹ Timo nặng quá, con nặng quá. Ăn đi. Con cho cái nó ăn để nó phải tập viện. Cho em một miếng đi con. Nói tài thì mồ giờ không ăn nữa. Cho em đi. Ăn đi. No, no, I need your forga. Mắc mày nè. That's right, okay? We need that. Mẹ ăn nhớ đi, mẹ ăn nhớ. Để đây con đừng đem đi giờ, mẹ ăn nha. Cá con con. Mới ngồi với mẹ luôn nè. Ngồi với mẹ hả? Ngồi với mẹ với ngồi lòng mẹ hả? Ít mắt ăn ông. Ăn đi. Như vết nước mà nìm. Ăn không con? Ăn giống chuột có mày ăn đi. Mẹ đút. Ăn ngay hết mẹ đút. Ngay hết mẹ đút. Không có cầm tay dơ. Nhai đàng hoàng. Chia cúp cho em. Uống nước không? Nước nè. Uống nước nè con. Nước nè con. Uống nước đi con. Uống nước nè. Uống nước cho em ơi. Ăn lắm em ơi. Muốn ăn em lắm em ơi nữa. Trời ơi chỉ kìa chỉ chịu học theo mình á. Con uống nước không nè, uống nước đi con. Hai đứa con chơi ngoài mẹ, nắng đi. Mẹ cũng uống nhé. Mẹ uống cà phê. Hai đứa con chơi ngoài nắng đi. Chạy ngoài nắng chơi đi con, cho nắng sớm nó tốt đi. Đi, cho nắng sớm đừng có bệnh đi. Nhanh lên, đi chơi ngoài nắng đi. Hồi nắng lên trễ lắm, bệnh đó. Giờ này còn nắng còn sớm nè, nó tốt. Nắng trên 10 giờ nắng nó gắt á, không có tốt nữa. 10 giờ đến 3 giờ chiều là nắng hơi bị nhiều tia cực tím. Để đi ăn lại lấy. Không ăn hết đi con ơi. Xuống chơi đi con. Đi theo mẹ không à. Này đất đất đi hot ones. Tại trời mình ra ngoài lạnh á mình dễ lắm, mình mặc áo ấm dày thiệt dày nè mới được. Nha, hôm qua mình ra mình nhổ cỏ xíu mình hơi khó chịu buổi tối rồi. Này đi phone. That's for Fuga. That's for Fuga. Some message. Sao xin lỗi mẹ buồn sao? Xin lỗi mẹ sao? Thì nói mẹ. Có làm gì nữa không? Có dục cát với mẹ nữa không? Không. Cái nón còn đâu? Lấy nón lại mẹ coi coi. Nè, con tạm biệt cô chú đi, mình tắt máy đi, mình chơi tiếp. Con tạm biệt cô chú đi. Mẹ phổi. Mẹ phổi cát cho con. Con không làm rớt nữa nha. Thôi con tạm biệt cô chú đi. Tạm biệt cô chú. Quyên chúc các bạn ngày mới vui vẻ với này cuối tuần ngày mới rồi. Cái này là hôm nay thứ bảy thì mình chúc các bạn vui vẻ nha. Vui vẻ. Nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Rồi tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Cảm bạc xem mình. Cô chú xem video của con. Xem video của con. Tạm biệt cô chú. Đi mô tạm biệt cô chú đi con. Tạm biệt cô chú. Nemo, tạm biệt cô chú đi con. Nè, con đội nón lên đi. Mình chào tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn.